Thưa quý vị, sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, xây dựng quân đội, trong đó Tổng Bí thư dành tình cảm đặc biệt với Bộ đội Biên phòng, bởi Bộ đội Biên phòng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực biên giới. Phần lớn cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đóng quân ở nơi biên giới hải đảo, công tác, chiến đấu, sinh hoạt ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, môi trường khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt có nhiều khó khăn. Nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng rất quan trọng, rất vẻ vang, nhưng cũng rất nặng nề. Đầu năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và làm việc với cán bộ chiến sĩ tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Chia sẻ những khó khăn của Bộ đội Biên phòng, Tổng Bí thư nêu rõ, Bộ đội Biên phòng gắn bó máu thịt với nhân dân các dân tộc, cùng ăn cùng ở với đồng bào, đóng quân ở những nơi chân đạp mây, tóc vờn gió núi. Phải xa gia đình, xa vợ con, điều kiện để quan tâm chăm sóc cha mẹ rất hạn chế. Chính môi trường khắc nghiệt, gian khổ đó đã tôi luyện nên những anh lính biên phòng quân hàm xanh. Hiểu rõ những công việc đời thường của Bộ đội Biên phòng, Tổng Bí thư nhấn mạnh câu nói thân thuộc, đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Bộ đội Biên phòng đã ra sức giúp dân và làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định trên các khu vực biên giới. Tổng Bí thư cũng khẳng định, hầu như lần nào đi công tác xuống các địa phương, tôi đều đến thăm các đơn vị quân đội, trong đó có các đồn biên phòng. Các đồng chí còn chủ động triển khai các chương trình hướng về biên giới, hải đảo, hướng về bà con đồng bào dân tộc, như chương trình bò giống giúp người nghèo nơi biên giới, mái ấm biên cương, nâng bước em tới trường, vân vân. Các đồng chí giúp cho hàng nghìn hộ, hàng nghìn con em dân tộc vượt qua khó khăn khi các cháu học hành tiến bộ, có trình độ, trở về công tác ở quê hương, họ rất biết ơn bộ đội, biết ơn Đảng, biết ơn các đồng chí. Đó chính là lòng tin vững chắc vào chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta, vào Đảng ta, nhà nước ta. Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ và yêu cầu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ giỏi. Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đã được quán triệt và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, thể hiện ở một số cái luận điểm hành động như trước hết, đó là Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện cái bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và cái phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, rồi xây dựng Đảng bộ Biên phòng trong sạch vững mạnh và đổi mới mạnh mẽ cái phương thức lãnh đạo, thực sự nêu gương trong mọi nhiệm vụ, mọi điều kiện hoàn cảnh, đảm bảo là cái lực lượng chính trị nòng cốt, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân. Đồng thời với đó thì tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chính trị nội bộ, phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn cái suy thoái về đạo đức lối sống của cán bộ, chiến sĩ. Và chúng tôi kiên quyết xử lý những cái vi phạm kỷ luật, pháp luật và không có vùng cấm. Những chiến công mà Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt chuyên trách của Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới hải đảo. Phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện nghiêm pháp luật về biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, xây dựng môi trường hòa bình, sự bình yên để nhân dân yên tâm sản xuất, gắn bó với quê hương, với bản làng. Thưa quý vị, luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam, những nỗ lực và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần quan trọng giữ gìn và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời thúc đẩy hội nhập và phát triển văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Có thể nói tư tưởng, kỳ vọng của Tổng Bí thư đối với việc phát triển ngành văn hóa trong giai đoạn mới thực sự là kim chỉ nam, là ngọn lửa ấm để mỗi cán bộ ngành văn hóa nỗ lực thực hiện. Quan điểm xuyên suốt của Đảng ta, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định văn hóa có vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước.
văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững. Văn hóa giúp hình thành nhân cách con người, tạo nên những giá trị đạo đức, tinh thần cao đẹp, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Văn hóa còn là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, một nội dung nổi bật. Đây là lần đầu tiên trong văn kiện đại hội của Đảng, Đảng ta đã đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa. Cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp phải nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về văn hóa, trên cơ sở đó xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển văn hóa. Phải quán triệt nghiêm túc quan điểm văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Phát biểu mà Tổng Bí thư nhiều lần nhấn mạnh tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, là kim chỉ nam quan trọng, định hướng cho sự phát triển của nền văn hóa dân tộc. Quan điểm ấy cũng đã tiếp thêm động lực để đội ngũ cán bộ làm văn hóa nước nhà luôn nỗ lực, không ngừng tiến lên phía trước, với quyết tâm và khát vọng chấn hưng xây dựng thành công nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Luôn luôn cảm nhận được một cái trái tim rất là nhiệt thành và một cái như là một cái bệ đỡ, như là một cái nền tảng ấy, mà mình cảm thấy khi mình nghĩ đến Bác là mình đã cảm thấy rằng là nó là một cái gì đấy vững chắc, nó là một cái gì đấy hạnh phúc, nó là một cái gì đó mà nó rất là phong phú về tâm hồn để truyền cho mình những cái cảm hứng trong sáng, giản dị và đầy tình yêu thương, đầy sự nhân văn. Không những là Tuyết Minh mà toàn thể ngành nghệ thuật múa Việt Nam cũng như là những người nghệ sĩ ở nhiều thể loại nghệ thuật khác sẽ tiếp lấy cái ngọn lửa đó, tiếp lấy cái tư tưởng đó và tiếp lấy những cái trăn trở của Bác để tiếp tục hiện thực nó trong những tác phẩm nghệ thuật. Thấm thía điều căn cốt, văn hóa còn thì dân tộc còn, chúng ta nhận thấy được khi đánh mất những giá trị văn hóa truyền thống, đánh mất bản sắc của mình, thì chúng ta sẽ trở thành một bản sao mờ của văn hóa dân tộc khác. Thì tất cả những văn nghệ sĩ, trí thức, chúng tôi đã cố gắng phấn đấu và nỗ lực hết mình. Làm thế nào về công tác giảng dạy cũng như là công tác biểu diễn, chúng tôi phấn đấu và giữ gìn tốt nhất và truyền đạt cho tất cả những thế hệ học sinh và học trò, làm sao để mà luôn luôn giữ gìn cái bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về với thế giới người hiền, với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các bậc tiền nhân của dân tộc. Nhưng những công hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Tổng Bí thư đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và ngành văn hóa nói riêng sẽ mãi còn trường tồn với thời gian.